Audio Jungle. Xin chào bà con, thì hôm nay á mình quay cho con xem về cái mô hình trồng bơ bút 4 năm tuổi của bà con nông dân ở thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk này á. Thì với vườn bơ này á thì mình quay con xem về công tác mà làm cành, tạo tán và chăm sóc sâu bệnh hại cỏ dại ở trong vườn á, thì chung rất sạch sẽ và đều đặn rồi. Thì bây giờ thời tiết qua cơn bão số 9 á, thì thời tiết cũng đã tiến hành nắng rồi, chung là cũng bắt đầu giai đoạn xiết nước, thì sẽ có những cơn bão số 10 hay là 11 hay không á, thì thời gian chúng ta cũng chưa biết được. Nhưng trong giai đoạn này, đối với tất cả vườn bơ bút như mình nói ở clip phần 73 á, thì toàn bộ tất cả vườn bơ chúng ta đã tiến hành phun chặn đọt được rồi, rồi bón phân đạm lăng kali theo tỷ lệ mình cũng nhắc trước rồi. Thì giai đoạn này khi phun chặn đọt thì bà con tiến hành xiết nước cho mình luôn, ngưng nước và ngưng phân bón một thời gian tầm 1 tháng đến 2 tháng thì bơ bút chúng ta tiến hành có nụ và sâu. Sau khi chuẩn bị có nụ thì con tiến hành phun thuốc cho mình sâu bệnh hại, côn trùng, chích thuốc, nấm khuẩn rồi đó. Khi mà phun thuốc xong thì bà con tiến hành tưới nước cho mình, tưới ở giai đoạn nụ 2 lần cách nhau 7 ngày, thì tùy vào vùng đất và tùy vào thổ nhưỡng con tưới. Thì ở giai đoạn nụ này thì bà con có thể tưới cho mình thoải mái để cho bơ chúng ta nở. Khi nở xong thì con tiến hành vẫn giữ ẩm cho mình nha. Có nghĩa là vẫn giữ ẩm từ 50-60%, không tưới nước quá nhiều nha bà con, tưới giữ ẩm thôi. Sau khi tới giai đoạn mà hoa nó nở và đậu trái hoặc là xanh, và con vẫn tiếp tục tưới giữ ẩm cho đến khi trái bằng viên bi, thì lúc đó thời tiết đã rơi vào mùa mưa. Thì khi đó bà con chúng ta sẽ đỡ phải phun thuốc hơn và đỡ phải tưới nước. Đỡ phải tưới nước ở giai đoạn mà khi vào mùa mưa đó, thì đó là vấn đề mình nhắc nhở sơ một số cái lưu ý đối với bà con chúng ta rất là hoang mang về vấn đề làm bút, thì làm giai đoạn nào, bón phân giai đoạn nào, phun thuốc vào giai đoạn nào thì nó cũng rất là bỡ ngỡ. Thì hầu như mình nói cũng rất là nhiều rồi về rất nhiều clip, thì những clip gần đây thì đa số mình chỉ đi quay vườn cho con xem về cái mô hình của bà con nông dân chúng ta trồng sen canh, trồng đập canh và những cái mô hình người ta chăm sóc theo hướng kênh mương và trồng theo đường lối hàng trồng dày có, mà trồng khoảng cách xa có, khoảng mét 6m có, khoảng cách khoảng 5m có, khoảng cách 10m, 8m là có, rất là nhiều khoảng cách. Và qua đó là những cách mà làm cành cho bà con nông dân chúng ta đạt và chưa đạt. Thì toàn bộ đó là những cái video mình quay để bà con xem và theo dõi trên trái cây tiêu mùa Đắk Lắk. Thật sự thì mình quay cũng rất là nhiều rồi, nhưng để cho bà con có những cái động lực bà con quay và xem được hết tất cả video của mình á, thì bà con vui lòng đăng ký kênh để cho những cái video mới ra thì bà con có thể xem được liền, và đó cũng là cái động lực để mình quay và con xem về những cái video của mình. Thì qua cái vườn bơ bút này mình cũng đi xem và kiểm tra về cái độ cành và thông thoáng của vườn, thì bà con xem á, trên clip mình thấy cũng rất là đạt rồi, bồn cỏ rồi cũng rất là đạt hết, mọi thứ cũng là xanh xao và đẹp. Thì trong vườn bơ này cũng có một số gốc là bị xì, thì hiện tại là mình cũng hướng dẫn cho nông dân là tiến hành quét gốc để cho tránh tình trạng cây chúng ta nó bị bệnh nặng, thì dẫn đến năng suất sẽ bị giảm đi mà những cây này nó sẽ không có bền được. Thì qua đó là toàn bộ những cái kiến thức mình chia sẻ rất nhiều cho bà con về cái việc mà kiểm tra cây bơ chúng ta nó có bị bệnh hay xì gốc hay không á, thì đó là mình hướng dẫn về cách xử lý ở tất cả clip trước rồi. Thì với clip này mình chỉ quay cho con cái vấn đề chính vẫn là xem vườn, thăm vườn bơ để trước giai đoạn chuẩn bị làm hoa. Xin cảm ơn bà con ạ.